Khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 2, xảy ra vụ cháy xe đang đậu trước cây xăng Tuyết Mai, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm trên, nhân viên cây xăng bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, chạy ra phía trước phát hiện xe tải đang đậu trước cây xăng bốc cháy dữ dội nên hô hoáng báo cho cơ quan chức năng. Tiếp theo đó, ngọn lửa cháy lan sang xe đầu kéo mang biển số 43H đổ sát bên cạnh chiếc xe tải này. Theo clip, người dân quay lại, ngọn lửa bùng phát dữ dội như một ngọn đuốc nhiều người ở khu vực này dùng nước để dập lửa. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Nam đã điều động xe cứu hỏa và các chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị cháy trơ khung, nhiều hàng hóa trên xe bị ngọn lửa thiêu rụi. Xe đầu kéo bị cháy thùng xe và phần đầu xe cũng bị cháy xém hiện chưa ước tính được thiệt hại sau vụ cháy rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người và ngọn lửa không cháy lan vào cây xăng cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do chập điện trong xe tải